15 thí sinh bước vào thử thách dấu ấn cá nhân. Mỗi thí sinh sẽ phải trình diễn ca khúc đã làm nên tên tuổi của những danh ca đi trước, nhưng với chất riêng của mình. Ban giám khảo sẽ quyết định thí sinh có tạo nên dấu ấn riêng và được đặt cạnh với các danh ca đi trước hay không. Ngoài ra, phần thi tài năng của các thí sinh sẽ mang đến những thú vị hấp dẫn. Thôi là hết, em đi đường em. Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều. Thuở ấy có em, anh yêu cuộc đời đã. Yêu đôi môi hồng niềm nẻ son tươi. Vậy thôi, dám can đảm đưa cái hình ảnh nó lên rất là mạnh lên. Chị thật sự khâm phục em. Cái câu chuyện của em thật sự đã tạo được dấu ấn. Làm cho chị chảy nước mắt. Đón xem tập 7 của Solo cùng Bolero phát sóng lúc 21 giờ thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại lúc 12 giờ thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.